cả đón đêm đầy sao với hai ngôi sao ca nhạc đang được quý vị chúng ta rất yêu thích. Đó là ngôi sao ca nhạc Nguyễn Tân Vũ và ngôi sao ca nhạc Thanh Duy sẽ có mặt trong đêm mai. Chúng ta đừng nên bỏ lỡ nha quý vị. Wow, chúng ta hãy cho cái đầu bếp tí một tràng pháo tay thật lớn nha quý vị. Và bây giờ tiếp theo một cái nói nữa sẽ được sờ lên đầu và xả một cái gì nữa sẽ được xoay tròn và thắt bằng cái đỉnh đầu. Có vẻ như đầu bếp tí của chúng ta đang làm việc rất là tốt.